Phước lạ ưu ái dành riêng cho ca nương Tú Thanh, các chùa trên cả nước tụng kinh cầu siêu sau 49 ngày. Trong những ngày vừa qua, tại hầu khắp các chùa, các tự viện, các đạo tràng trong nước và ở nước ngoài, do yêu mến giọng ca, cũng như để tri ân công đức những đóng góp của ca nương Phật tử nhí, kỷ lục gia Đặng Tú Thanh mà khắp cả ba miền, bất cứ chùa nào có Phật sự, không kể chùa ở nội ngoại thành thành phố Hải Phòng, bất kể trời nắng hay mưa, khi quý sư cần, Tú Thanh đều có mặt, không ngại xa xôi vất vả. Hình ảnh một cô bé Phật tử ngoan ngoãn lễ phép với chất giọng ngọt ngào, tình cảm đã gây ấn tượng trong lòng biết bao Phật tử trong nước và nước ngoài. Do đó sau 49 ngày, các chùa trên cả nước tụng kinh, cầu siêu và được coi là phước lạ ưu ái dành riêng cho ca nương Tú Thanh. Tú Thanh sinh ra trong một gia đình kính tín Tam Bảo. Năm 2020, Tú Thanh phát nguyện quy y Tam Bảo tại chùa Linh Độ, tức chùa Đỏ được thượng tọa trụ trì đặt tên quy y là diệu hiền những buổi chiều theo bà gia đình làng xem biểu diễn ca chủ chính loại hình nghệ thuật mang tính bác học và lối biểu diễn đặc biệt của ca chủ đã thắp nên niềm đam mê của bé có lần xem các bạn biểu diễn tiết mục cô đôi thượng ngàn bé về tự học sau vài ngày thuộc luôn bài hát tiếp xúc với người lạ lần đầu nhưng tú thanh thể hiện sự bạo dạn tự tin và không kém phần lém lỉnh theo tú thanh kể ở lớp các bạn chỉ thích hát những bài hát vui vui còn tú thanh thì thích hát những bài hát theo kiểu cổ xưa hơn các bạn hay bảo con là tú thanh thành bà già rồi nhưng các bạn chỉ trêu thôi chứ không có ý gì chị huế chia sẻ lại những điều con tâm sự rồi kể một hôm tú thanh thì thầm mẹ ơi cho con đi thi con muốn đứng trên sân khấu biểu diễn tham gia cuộc thi tú thanh đã khiến người xem không khỏi bất ngờ với những tiết mục sẩm ca chủ theo gia đình bố mẹ đẻ mẹ nuôi cũng như người thân của ca nương Đặng Tú Thanh cho biết, nhân tuần lâm trung thất của Tú Thanh, trong suốt một tuần vừa qua các chùa trên cả nước đã tổ chức tụng kinh, kỳ nguyện, cầu siêu cho hương linh của Tú Thanh. Được sinh về cõi lành, như tại trường hạ chùa Nam Hải, chùa Đỏ, chùa Đức Hậu, chùa Vẽ Hải Phòng, chùa Linh Quang, Nghĩa Hưng Nam Định, tu viện Khánh An, thành phố Hồ Chí Minh do Thượng Tọa Thích Trí Trơn trụ trì, chùa Thiên Quang, tỉnh Bình Dương do Ni Sư Thích Nữ Hương Nhũ Chủ trì cũng đã tổ chức lễ tưởng niệm, phát quà từ thiện, tụng kinh niệm Phật phóng sinh để hồi hướng công đức lành cho Tú Thanh. Đúng 49 ngày, Tú Thanh xả bỏ báo thân, đạo tràng niệm Phật chùa Bào Sơn, chùa Bầu, Phật Quang Tự, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc đã về tại tư gia của gia đình ca nương Đặng Tú Thanh tổ chức buổi lễ tam thời hệ niệm, niệm Phật trợ duyên cho Tú Thanh. Hồi hướng công đức cho Tú Thanh được sinh về cõi Tây Phương cực lạc, của Đức Phật a di đà Theo quan điểm của Đạo Phật, chết không phải là hết. Linh hồn chỉ ở tạm thân xác hiện tại, là sự chuyển tiếp từ thân xác này sang thân xác khác. Trong thời gian 49 ngày kể từ khi xả bỏ báo thân, là khoảng thời gian quan trọng nhất để quyết định việc tái sinh của người mất được sinh ra về cảnh giới nào. Do đó, để hồi hướng công đức cho người mất, gia đình, người thân trong gia đình cần phải tích đức, hành thiện, tu phúc, tu tuệ, cúng dường trai tăng ăn chay niệm Phật, tụng kinh, bái sám nhằm trợ duyên cho Hương Linh để Hương Linh được sinh về cảnh giới lành. Nhận biết được việc làm này nên bố mẹ gia đình người thân của ca nương Tú Thanh trong những ngày vừa qua đã thực hiện lời Phật dạy làm những việc thiện lành, tụng kinh niệm Phật, thình quý thầy, đạo tràng về để bố thí trợ duyên cho Tú Thanh. Ngưỡng mong chư Phật Thùy Từ Gia Hộ tiếp dẫn Hương Linh của Tú Thanh được về Tây Phương Cực Lạc. Gia đình ca nương Tú Thanh cho biết, khi nghe tin con từ dã cõi trần, hàng ngày rất đông chư tăng, bà con Phật tử yêu mến con từ khắp nơi, thậm chí từ tận miền Nam xa xôi cũng bay về Hải Phòng đến gia đình chỉ để thắp cho con tuần nhang tưởng niệm con. Điều này đã minh chứng rằng ca nương tú thanh được đông đảo chư tăng Phật tử và nhân dân mến mộ. Nhân mùa Vu Lan báo hiếu, bố mẹ ca nương đặng tú thanh từ phương xa gửi lời thành kính tri ân tới chư tôn đức tăng ni quý Phật tử khán giả hâm mộ đã trợ duyên cho con trong suốt thời gian vừa qua. Nhiều khán giả khi nghe thông tin Tú Thanh qua đời không khỏi xót xa. Trên trang cá nhân của em, nhiều người bày tỏ sự tiếc thương cho một tài năng trẻ của bộ môn nghệ thuật truyền thống. Hoa sen trắng của các nhà chùa Phật tử, nơi ca nương từng tu tập, dâng lên như thay lời của Phật cầu cho cô gái nhỏ tài năng đoàn mệnh về nơi cực lạc.